Cảm ơn anh chị đã tiếp tục theo dõi video này. Thì hôm nay kênh điện tử Gia Phát sẽ cùng với anh chị tìm hiểu về pin của dòng kênh điện tử A501E để tìm hiểu xem là pin của dòng kênh điện tử này sẽ là pin 6V hay là pin 4V, những cái dấu hiệu khi mà kênh hết pin, cách thức chúng ta sạc pin, hoặc là chúng ta có thể tự thay thế pin tại nhà hay không, và cái việc mà chúng ta thay thế pin thì có dễ dàng hay là không anh chị ha. Và nếu như mà anh chị có đang sử dụng các dòng kênh điện tử như là kênh bàn, kênh ghế ngồi, kênh bếp bùng chấm nước, kênh sàn, kênh xe nâng, kênh điện tử có bánh xe di chuyển, hoặc là nếu như mà anh chị cũng đang sử dụng mã kênh điện tử A501E thì mời anh chị theo dõi tiếp video dưới đây ha. Dòng kênh A501E này sẽ sử dụng dòng pin 6V thông dụng trên thị trường. Anh chị có thể tìm mua hoặc là liên hệ đến kênh điện tử Gia Phát sẽ giao pin miễn phí tận nhà anh chị ha. Vậy và cái thời lượng mà pin sử dụng thì sẽ kéo dài khoảng tầm 1 tuần đến hơn 1 tuần trong điều kiện thông thường, cũng như là sẽ tùy thuộc vào cái tần suất mà anh chị cân hàng. Đối với dòng kênh A501E này sẽ không hiển thị cái mức pin trên màn hình. Vậy thì những cái dấu hiệu nào báo hiệu là kênh đang hết pin thì anh chị quan sát lên màn hình ha. Khi mà chúng ta kiểm tra pin thì chúng ta sẽ nhấn giữ phím zero thì kênh sẽ hiển thị là 6 chấm, và trên 6 chấm thì kênh đang đầy pin. Còn nếu dưới 6 chấm, 5.5 là kênh đang hết pin thì chúng ta nên sạc pin cho kênh anh chị ha. Và chúng ta sẽ cắm cái dây nguồn ở phía sau đầu kênh như thế này. Và phía trước màn hình kênh sẽ sáng cái đèn là kênh đang được sạc pin rồi. Tuy nhiên là sau khi mà chúng ta đã sạc pin đầy cho kênh nhưng mà kênh vẫn có những cái dấu hiệu như là tắt kênh hoặc là bật kênh không lên thì lúc này là kênh đã bị chai pin, và cái việc chúng ta nên làm tiếp theo đó là thay thế một cục pin mới cho kênh điện tử A501E này. Vậy thì cái việc mà thay thế pin tại nhà sẽ được thực hiện như thế nào thì chúng ta cùng quan sát anh kỹ thuật kênh điện tử Gia Phát sẽ hướng dẫn mình anh chị nha. Được rồi, trước tiên thì mình sẽ tắt kênh đi ha, và mình gỡ phụ kiện ra giúp em nha. Thì đằng sau này mình sẽ có những cái con ốc, 4 con ốc, 1, 2, 3, 4. Mình sẽ gỡ 4 cái con vị trí ốc này ra hay anh chị ha. Và mình sẽ có một cái tu vít. Đối với cái kênh này thì mình có thể tháo một bên và mình đã có thể gỡ được rồi ha. Và mình sẽ lấy cục pin ra. Và ở đây giấy đỏ và giấy đen mình cũng tháo đây rồi giúp em nhé. Và tiến hành thay thế một cục pin mới anh chị ha. Và nó có giấy đỏ và giấy đen, và trên pin nó cũng đỏ và đen luôn anh chị ha. Mình gắn đúng màu với nhau là được. Và mình sẽ đặt vào như cũ hết. Gắn cái ngàm lại để cho nó chắc pin khỏi bị rơi anh chị ha. Rồi, sau khi mình gắn xong thì mình cũng gắn lại đầu cân lại như cũ ha. Và sau khi mình ráp xong rồi mình sẽ thử bật cân lên anh chị, mình sẽ gắn cân lại và mình sẽ test thử là mình mở cân lên. Nếu mà cân mở thành công là mình đã thay pin thành công rồi anh chị ha. Dạ vâng, sau khi cân đã được mở như vậy là mình đã hoàn tất việc thay pin cho kênh điện tử A501E anh chị ha. Và rồi để kiểm tra pin nó đầy hay không thì mình nhấn giữ nút zero, đó nó sẽ hiện số volt của pin ha. Thì 5.5 thì mình sạc pin giúp em nha anh chị ha. Mình sạc tầm 3 đến 4 tiếng đồng hồ là kênh đầy pin. Dạ rồi, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về dòng pin của kênh điện tử A501E này, cũng như là cách chúng ta tự thay thế pin tại nhà anh chị ha. Nếu như mà anh chị đang có bất kỳ câu hỏi nào hay là cần hướng dẫn về cách chúng ta tự thay thế pin tại nhà thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 0909 899 833 để được kênh điện tử Gia Phát hỗ trợ nha. Hay là nếu như anh chị đang có nhu cầu mua các dòng kênh điện tử khác như là kênh bàn, kênh ghế ngồi, kênh bếp bùng chống nước, hay các dòng kênh sàn, kênh điện tử, kênh mic, kênh sầu riêng thì anh chị có thể liên hệ đến kênh Gia Phát để được kênh Gia Phát tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video này và hẹn anh chị ở những video tiếp theo.